Bạn, chào các bạn. Hôm nay các bạn nhớ là chúng ta có một cái bài tập đúng không ạ? Chúng ta sẽ đợi chút xíu để cho các bạn vào đầy đủ trước khi chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập đó. Và cái bài tập đó chúng ta hiện tại bây giờ sĩ số chỉ mới có 34 bạn thôi. Thì thấy số lượng cũng khá là ít. Vì vậy chắc là chúng ta sẽ đợi đâu đó khoảng 1-2 phút nữa để cho các bạn vô đầy đủ rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi chắc các bạn cũng thấy rằng là các bạn thấy bức hình này, cái hy vọng là chúng ta còn nhớ lại là lần thứ ba tuần tuần này chúng ta đã dừng ở đâu. Chắc các bạn cũng còn nhớ là thầy có trước khi chúng kết thúc buổi thứ ba thì thầy cũng có nói với các bạn về cái nguyên tắc sinh và cho, đúng không ạ? Thì đó là cái mà nhắc lại ý nghĩa của bức tranh, bức hình này để các bạn có thể nhớ lại bức hình này. Rồi để trước khi chúng ta bắt đầu vào nội dung tiếp theo của ngày hôm nay. Rồi, các bạn thấy là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều nơi kinh doanh họ bỏ mặc hoặc là họ không có chú ý nhiều trong cái việc đầu tư, đó chính là việc trang thiết bị cũng như là đầu tư cho một cái phần đó gọi là phần nhà vệ sinh. Thì hầu hết đó các bạn, nếu như các bạn đi ăn uống những cái quán bình thường đó, thì hầu hết là sẽ không có những cái nhà vệ sinh giống như vậy. Để cho khách có thể rửa tay hoặc là khách có thể đi vệ sinh khi khách có nhu cầu, hoặc là có chăng có nhà vệ sinh nhưng mà cái việc chăm chút giữ gìn vệ sinh cho cái nhà vệ sinh đó cũng không đạt đúng yêu cầu. Nó dẫn đến tình huống là khách hàng, rất nhiều khách hàng phàn nàn về vấn đề về nhà vệ sinh của những cái nhà hàng khách sạn đó. Rồi các bạn thấy đây cũng là một cái hình ảnh khá là quen thuộc cũng như là phổ biến đối với những cái nhà vệ sinh nó mang yếu tố là công cộng. Vì các bạn thấy là hầu hết những nhà vệ sinh công cộng thì cái yếu tố về đảm bảo vấn đề vệ sinh hầu như là rất là tệ. Vì vậy nó dẫn đến một cái tình trạng rằng là có thể khách hàng họ ăn uống rất là ngon miệng, nhân viên phục vụ rất là tốt, nhưng bỗng nhiên họ có cái nhu cầu đến sử dụng cái nhà vệ sinh mà họ bước vào nhà vệ sinh thì chính cái nhà vệ sinh này nó sẽ làm cho khách hàng cảm thấy không có hài lòng, và cái vấn đề về chăm sóc khách hàng của chúng ta nó cũng sẽ không bao giờ được gọi là trọn vẹn, đúng không ạ? Rồi. Không biết là các bạn đã từng bao giờ bước vào một cái quán ăn với một cái không gian, một cái bố trí hay là một cái hình ảnh giống như là trên này các bạn quen thuộc hay chưa? Và thầy nghĩ đây là một cái hình ảnh với thầy thì nói về thị trường ẩm thực ở cái phân khúc là trung bình thấp nha các bạn. Thì nó khá là phổ biến, không chỉ nó là rất là phổ biến mà nó hầu như là ít nhiều gì trong bản thân chúng ta cũng đã từng đến những cái quán này để chúng ta ăn uống rồi. Và cái cách chúng ta ở đây là tùy mỗi một người sẽ có những cái cách giải quyết và hành xử khác nhau. Đối với một vài người thì các bạn thấy là ta sẽ có những cái cách giải quyết là các bạn vào rồi các bạn sẽ lùa rác vào một bên để các bạn ngồi để tránh khuất cái tầm mắt của các bạn nhìn. Hoặc là có những người các bạn sẽ thản nhiên các bạn bước vào, các bạn ngồi và các bạn uống giống như không có gì xảy ra, cũng như là không có những cái rác xung quanh nó sẽ không ảnh hưởng đến bạn. Đúng không ạ? Và đôi lúc chúng ta cũng thầm phải chấp nhận và chúng ta cũng thầm phải hiểu rằng một điều rằng là giá cả hay cái chi phí mà chúng ta đã và đang bỏ ra nó phù hợp và nó tương xứng với cái mà chúng ta nhận lại được. Đó chính là lý do tại sao chúng ta không có cầm lên, chúng ta cũng không than phiền. Chúng ta chỉ ăn một cái tô phở, một tô bún hoặc là một tô gì đó. Giá đâu đó nó chỉ khoảng là từ 25 cho đến 30 ngàn. Vì vậy cái mà chúng ta mong muốn ở đây đó chính là ngon bổ rẻ là được rồi. Đúng không ạ? Còn những cái chuyện xung quanh, ví dụ vấn đề về vệ sinh ở dưới cái sàn hoặc là vấn đề vệ sinh ở trên mặt bàn thì đôi lúc chúng ta cũng sẽ không quan tâm nhiều lắm, bởi vì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng là số tiền chúng ta bỏ ra nó tương xứng với cái chất lượng dịch vụ của chúng ta mang lại, đúng không? Vì vậy các bạn thấy là vấn đề chăm sóc khách hàng nó không chỉ rằng là cái vấn đề bạn đối tốt với khách hàng, bạn giao tiếp với khách hàng tốt, mà nó còn rất nhiều yếu tố khác xung quanh. Ví dụ như các bạn thấy nãy vấn đề về nhà vệ sinh, hoặc đây là vấn đề cái không gian mà khách sẽ sử dụng món ăn đó, nó có sẽ rất nhiều yếu tố khác nhau.
Rồi, ở đây chắc là cũng là một những hình ảnh rất là quen thuộc và thường thấy đúng không ạ? Và chúng ta hãy có một cái câu là những cái gì mà khuất mắt thì các bạn sẽ cảm thấy nó thoải mái và dễ dàng hơn hơn là các bạn thấy nó trước mặt đúng không ạ? Mà đôi lúc đó các bạn chúng ta có thấy trước mặt chăng nữa, với cái giá tiền mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta đôi lúc chúng ta phải chấp nhận, hoặc là cái điều kiện ở cái nơi mà chúng ta sống nó chỉ có những cái quán ăn hoặc những cái hình thức kinh doanh ăn uống giống như vậy mà thôi, và chúng ta buộc là chúng ta không còn có sự lựa chọn khác nên chúng ta đành chấp nhận. Rồi. Một những vấn đề nó liên quan đến vấn đề về cảnh quan, các bạn thấy là vấn đề về rác thải. Nếu như các bạn để ý, đặc biệt là đối với những bạn nào là người sinh ra và lớn lên ở những cái vùng biển, các bạn sẽ hiểu rằng là cứ mỗi một mùa mưa bão đi qua mỗi một cái vùng ở Việt Nam, đặc biệt là cái vùng ven biển hoặc là những cái vùng mà ngay biển, thì các bạn thấy là sau mỗi một lần mưa bão thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều rác thải trôi dạt vào đất liền. Những rác thải đó từ đâu, nó từ đâu đến, nó không phải là người, đôi lúc nó sẽ không phải là rác thải từ cư dân của cái vùng đó thải ra, mà nó sẽ đến từ đâu. Có một cái quan niệm và một cái khái niệm mà không biết là các bạn có đang có hay không. Có một dịp thầy đi Vũng Tàu và thầy có dịp thầy đi ra bãi trước và thầy ngồi chơi với các bạn của thầy ở ngay chỗ cái bờ kè của bãi trước các bạn, được lót đá hoa cương rất là sạch sẽ, sạch đẹp, thoáng mát, nói chung rất là đẹp. Thì có hai bạn nam nữ ngồi sau hẹn hò thì họ có mua một trái dừa để mà họ uống với nhau. Thì sau khi họ uống xong thì cái bạn trai đó, bạn rất là nhanh tay, bạn thảy trái dừa xuống ngay bãi biển, thảy xuống biển, và thời điểm đó thầy nhớ không lầm là thủy triều đang cao, đang dâng cao. Thì ngay lập tức cái bạn nữ này á, bạn mới hỏi bạn nam là ủa tại sao lại xả rác xuống biển, thì bạn nam này bạn mới chỉ cho bạn nữ, bạn thấy rằng là khi quăng cái trái dừa đó xuống biển á, thì trái dừa nó mất tiêu, đồng nghĩa là rác nó cũng biến mất luôn. Rồi. Cái vấn đề ở đây là các bạn thấy rằng là cái khái niệm và cái suy nghĩ của bạn nam này không có sai, nó đúng đó các bạn. Đúng ở chỗ rằng là như thế nào, là đúng ở chỗ rằng là khi bạn thảy cái trái dừa sau khi đã uống xong xuống biển thì nó mất tiêu thiệt, đúng thật là mất thiệt, bởi vì nó bị sóng biển, nó bị dòng nước, tất cả mọi thứ cuốn trôi cái trái dừa và cái ống hút đi chỗ khác, và nó sẽ không xuất hiện lại tại ngay bờ biển đó, có thể sẽ không xuất hiện một lần nào nữa, và nó sẽ xuất hiện ở một bờ biển nào đó và một thời điểm thích hợp theo cái dòng hải lưu hoặc là theo cái thủy triều. Vì vậy các bạn thấy rằng là chúng ta đừng có những cái suy nghĩ mà mang yếu tố nó hơi trẻ con chút xíu, rằng là khi bạn thả một cái gì đó xuống biển đại dương, người ta gọi là đại dương rất là mênh mông đúng không, có thể chứa được tất cả mọi thứ, có thể nuốt trôi tất cả mọi thứ, nhưng mà các bạn thấy là đối với những vấn đề rác thải đó thì nó sẽ mất rất rất nhiều thời gian để nó có cho cái sự phân hủy. Theo một cái nghiên cứu của hội hiệp hội bảo vệ môi trường thì các bạn thấy là đối với các rác thải về plastic, các bạn plastic mà dạng như là plastic mà thuần nha các bạn, thì nó mất đâu đó khoảng 100 năm cho cái sự phân hủy. Nói đơn giản nhất, nếu bạn ăn một trái chuối, cái vỏ chuối bạn giục ra thì cái vỏ chuối đó của các bạn nó cần at least đâu đó khoảng trên dưới 7 ngày nó mới phân hủy được. Bạn thấy là đó là những cái rác thải có thể phân hủy. Còn đối với các loại plastic và bao ni lông mà chúng ta đã và đang sử dụng hàng ngày thì nó mất đâu đó khoảng gần 100 năm. Và các bạn thấy là cái chuyện này nó sẽ không có gì là đáng nói nếu như Việt Nam chúng ta không sống nhờ vào nền du lịch. Và các bạn biết là khách nước ngoài họ qua Việt Nam mình, họ rất thích một yếu tố, đó chính là cảnh quan, điều kiện tự nhiên của Việt Nam. Cảnh quan và môi trường của Việt Nam. Và một trong những yếu tố mà người nước ngoài họ không thích nhất đó là ý thức bảo vệ môi trường của người Việt Nam. Đó là lý do tại sao các bạn sau này khi các bạn làm, các bạn sẽ thấy là có những cái tour khách bỏ tiền từ nước ngoài bay sang Việt Nam để làm gì? Tham gia những cái tour đi nhặt rác. Có nhiều bạn nghĩ à chắc họ rảnh, à chắc họ dư tiền quá họ họ mới làm điều như vậy. Mà các bạn thấy rằng là tại sao người nước ngoài họ lại có một cái ý thức cũng như là đồng ý bỏ một khoản tiền để kết hợp đi du lịch kèm theo một cái hoạt động đó là nhặt rác như vậy. Bởi vì họ có một cái quan niệm rằng là cái việc mà họ làm ngày hôm nay nó sẽ có tác động đến với môi trường ngày sau, cũng như là thế hệ con cháu của họ, không chỉ tại đất nước mà họ làm mà cho những đất nước mà họ đang sinh sống. Vì vậy các bạn thấy đó chính là một cái mà người ta hay nói vui vui một chút xíu, đó là cái một cái gì đó gọi là nhân quả đó các bạn. Vì vậy vấn đề rác thải nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng cho vấn đề về yếu tố và chăm sóc khách hàng.
Nếu như chúng ta không bảo vệ môi trường, chúng ta hạn chế việc rác thải, chúng ta xả rác xuống với bãi biển, thì các bạn cứ nghĩ hình dung mà, đặc biệt là các cái resort nằm gần ven biển, trong khoảng vài năm tới, khi mà trải cái tấm ghế ra cho khách để mà khách nằm tắm nắng đó các bạn, thì bạn có nghĩ rằng là khách sẽ nằm chung với rác thải hay không? Và điều đó là điều vẫn có thể hiển nhiên xảy ra nha các bạn, nếu như chúng ta không có những cái biện pháp từ bây giờ. Và đặc biệt một cái nữa là ngành du lịch của chúng ta, nếu như chúng ta là một đất nước mà tỷ lệ rác thải cũng như về vấn đề bảo vệ môi trường chúng ta thấp, thì chắc chắn là khả năng chúng ta đón du khách nước ngoài đến với Việt Nam cũng như du khách trong nước đến với thị trường Việt Nam sẽ rất là thấp. Và ngành du lịch, cái ngành mà chúng ta sẽ sống với nó và chúng ta làm kinh doanh với nó, thì sẽ một ngày một nó bị lụi tàn đi nếu chúng ta không có ý thức này. Các bạn cũng thấy là ở Vũng Tàu bây giờ người ta cũng đã cấm cái việc mà buôn bán hàng và ăn uống tại ngay bãi biển rồi. Mà trước đây thì cái chuyện ăn uống cũng như là kinh doanh trên bãi biển nó rất là phổ biến, dẫn đến vấn đề rác thải. Cái chuyện mà bạn đang tắm biển Vũng Tàu, bạn bơi lên, bạn ngụp lên, ngụp xuống và bạn chùm nguyên một cái bao ni lông lên đầu, hoặc là những rác thải linh tinh lang thang khác, là chuyện rất là bình thường. Nhưng vào thời điểm bây giờ thì cái vấn đề rác thải này Vũng Tàu đã và đang được kiểm soát khá là tốt bởi chính quyền của địa phương. Bởi vì họ nhận thức được một điều rằng là nếu như họ không bảo vệ vấn đề vệ sinh ở tại bãi biển, thì sắp tới thì bãi biển Vũng Tàu sẽ không còn du khách đến. Mà Vũng Tàu thì sống, cái nền kinh tế của họ sống nhiều dựa vào cái nền du lịch. Rồi, một trong những vấn đề nan giải tiếp theo đó là vấn đề về rác thải trong thành phố. Mà các bạn biết rằng là trước đây cái nỗi ám ảnh của rất nhiều bạn khi đi ngang ở những con kênh ở Sài Gòn này, đặc biệt là kênh Nhiêu Lộc vậy, cực kỳ là kinh khủng nha. Cái mùi hôi thối, thầy không đề cập đến người dân sống ở đây các bạn, họ sống riết và họ quen với cái mùi này luôn các bạn, và nó đồng nghĩa nó rất nhiều bệnh tật xảy ra. Chính quyền nhà nước đã mất rất nhiều tiền và công sức để làm nên một cái bờ kè cực kỳ đẹp, nhưng cái con kênh Nhiêu Lộc hiện tại thời điểm bây giờ đó các bạn, nó chỉ đẹp ở một vài chỗ thôi các bạn. Nếu như các bạn có cái dịp á, các bạn chạy cuối cái con đường Trường Sa và Hoàng Sa các bạn, thì đó chính là những cái nơi mà người ta đặt những hệ thống xử lý nước thải, thì bạn sẽ cảm thấy là cái mùi hôi nó cực kỳ là kinh khủng khiếp. Chính những cái điểm đầu và điểm cuối của những con kênh này nó đã và đang làm cái nhiệm vụ là giúp cho cái hệ sinh thái của con kênh này nó trở nên tốt hơn. Nhưng mà thật sự là ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường này cũng rất là thấp. Thỉnh thoảng trước khi dịch đó, có một vài buổi thì thầy đi dạy ở bên trường mình vào sáng thứ bảy, thì thầy đi cũng khá là sớm, thì có một vài anh chị cô bác gì đó tập thể dục có chạy xe máy đi tới bờ kênh Nhiêu Lộc, bạn đang chạy bỗng dưng tạt sát ngay ngay cái lề và lấy ở trên xe của mình một cái bịch ni lông với rất nhiều thứ bên trong và thảy một cái veo xuống dưới kênh. Cái đó là họ xả rác, các bạn, họ quăng rác thay vì rác để cho người ta thu gom, thì họ lại quăng xuống con kênh để cho các công nhân người ta phải gom rác, cũng như là cái hệ thống lọc đó, nó lượt các bạn rất là vất vả. Vậy các bạn thấy đó đảm đó thể hiện rất nhiều về ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường. Rồi, các bạn thấy rằng là ở đây cái hình ảnh bên tay trái đó là có một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Không biết là ở đây có ai bạn nào là ở quận tư mà các bạn có nghe đến Okto bao giờ chưa? Có ai nghe đến Okto bao giờ chưa? Vậy chưa? Dạ chưa thầy ơi. Ok rồi, vậy nếu hết dịch tranh thủ rủ nhau đi ăn thử Okto quận tư nha các bạn, vừa ngon bổ rẻ. Còn vấn đề, một cái vấn đề nữa mà thầy cũng muốn giới thiệu cho các bạn, để các bạn khi các bạn tới các bạn ăn các bạn cũng để ý quan sát giùm thầy. Các bạn thấy là thay vì khi mà người ta ăn uống xong thì sẽ có nhân viên dọn dẹp, đúng không, dọn những vỏ ốc đó, thì ở tại cái quán ốc này họ có một cái hình thức dọn dẹp rất là đặc biệt, đó là họ dùng những cái thau, là dùng cái thau các bạn, thau dạng dùng để giặt đồ mà cái dạng nó hơi nhỏ nhỏ chút xíu các bạn,
họ để luôn ở dưới cái bàn của khách ăn ha. Và cái đường kính của cái thau thì nó bằng đâu đó xấp xỉ với cái mặt bàn. Đồng nghĩa là khi bạn ngồi trên những cái bàn thấp như vậy á, thay vì bạn khó chọn món, đúng không ạ? Đó một cái vui vui nha, bạn khó chọn món, bạn chỉ cần nhìn vô cái dưới cái thau dưới dưới mặt bàn của bạn đó, bạn nhìn người khách trước ăn những món gì là bạn có thể có những cái gợi ý cho bạn chọn những món sau. Và đó cũng là một cái nhược điểm ở cái quán này các bạn, mọi thứ đều rất ok nhưng cái nhược điểm lớn nhất là đó, cái cảm giác mà khi bạn ngồi bạn ăn mà bạn nhìn ở bên trên rất là ngon, nhưng mà bên dưới rất nhiều thứ bao gồm là khăn giấy, bao ni lông, vỏ ốc linh tinh lang tây rất là thứ, bỗng như nó cảm giác một cái cảm giác nó không được trọn vẹn lắm cái bữa ăn của các bạn à. Nếu như có gì thì cũng nên đi thử như các bạn, ốc tô quận tư, lên Google search các bạn sẽ thấy khá là đông rồi. Rồi vậy cái điều mà bạn mong chờ là gì, mong đợi là gì? Vậy chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm thế nào gọi là sự mong đợi. Rồi chúng ta đến với một La Mã định nghĩa về sự mong đợi của khách hàng, một nhỏ định nghĩa. Vậy thế nào được gọi là sự mong đợi? Rồi chúng ta cùng coi định nghĩa thế nào là sự mong đợi. Rồi các bạn viết lại chúng ta. Rồi, các bạn thấy chúng ta có một cái định nghĩa về sự mong đợi của khách hàng. Bạn thấy là cái sự mong đợi nó kèm với cái sự gọi là hy vọng. Mong mong những gì xảy ra giống như hy vọng của họ. Mà các bạn thấy là cái hy vọng đó các bạn, cái độ xảy ra nó sẽ mang yếu tố là 50-50. Có thể xảy ra và cũng có thể là không xảy ra. Nhưng khách hàng các bạn, họ được một cái quyền rằng là thay vì các bạn đi, các bạn hy vọng một điều gì đó có thể xảy ra, không xảy ra thì bạn cũng sẽ không trách được ai, đúng không ạ? Nhưng đối với khách hàng, cũng định nghĩa về sự mong đợi, cũng là con người, nhưng họ ở vai trò là khách hàng. Nhưng với họ, cái sự mong đợi của họ, nếu họ không đáp ứng được, không chúng ta không đáp ứng được cho họ, hay là không giống như những gì hy vọng của họ, thì họ dẫn đến một trạng thái, một thái cực, đó chính là sự thất vọng. Nhưng mà vì các bạn thấy mà, khách hàng của chúng ta đôi lúc cũng hơi, người ta gọi dùng cái từ là hơi ngang ngược một chút xíu, chỉ hy vọng thôi, nhưng mà không được là buồn à, không được là giận à, không được là sáng sao à, cầm lên. Vậy các bạn thấy khách hàng mong đợi và hy vọng à, vậy chúng ta có một cái định nghĩa thế nào gọi là sự mong đợi của khách hàng. Rồi vậy chúng ta đến hai hai La Mã nhu cầu khách hàng, sự cần thiết để các bạn tìm hiểu nhu cầu mong đợi khách hàng là gì. Xin mời các bạn trích nó là dựng thầy.
Rồi các bạn viết xong chưa? Dạ chưa ạ, cho thầy cho xíu nha thầy. Ok, cứ viết đi. Dạ xong rồi thầy. Cảm ơn em. Rồi. Rồi, các bạn thấy rằng là hầu hết các bạn, mỗi một khách hàng chúng ta sẽ có những nhu cầu khác nhau. Bản thân các bạn cũng sẽ có những nhu cầu khác nhau. Nhu cầu là một vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như khi có rất nhiều bạn khi bước vào một cái nhà hàng nào đó, cái nhu cầu của các bạn chỉ đơn thuần là tôi muốn ăn thật no. Nhưng cũng có rất nhiều bạn bước vào vào nhà hàng, cái nhu cầu của họ không phải là ăn no. Nhu cầu của họ là món ăn phải thật đẹp để họ làm gì? Chụp hình. Họ đăng status trên Facebook hoặc là trên Instagram hay là cái gì đó. Thì các bạn thấy rằng là đây là những cái nhu cầu khác nhau của đối tượng khách hàng khi họ cùng đến một nơi. Đúng không ạ? Và các bạn thấy là nhu cầu của mỗi một người nó khác nhau, dẫn đến là cái sự mong đợi của họ cũng là khác nhau. À, vì các bạn thấy là có một cái bảng ở bên dưới, các bạn thấy là cái giá trị dịch vụ mong đợi các bạn thường á, họ chỉ mong rằng là cái giá trị dịch vụ mà họ nhận được, hay nói đúng hơn, nói một cách đơn giản hơn là họ mong muốn những cái gì mà họ sẽ nhận được với cái giá tiền của họ giống như mong đợi của họ, như vậy là họ hài lòng. À, vì vậy các bạn thấy nếu như họ trả tiền ít, cái họ nhận lại có thể dịch vụ không có tốt, chất lượng món ăn không có tốt, nhưng họ vẫn cảm thấy hài lòng bởi vì họ hiểu rằng là giá tiền họ bỏ ra rất thấp. Các bạn một có một ví dụ là nếu như các bạn đi ăn một tô hủ tiếu gõ giá khoảng 20 đến 25 ngàn một tô, đúng không ạ? À, các bạn tới các bạn ăn, cái người bán thái độ cực kỳ là thái độ luôn á, theo kiểu rất là kênh kiệu, mặt nghênh 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 nghênh, đúng không ạ? Khi bạn ăn thì bạn phát hiện trong tô hủ tiếu đó có một sợi tóc. À, bạn thấy là tất cả mọi thứ từ thái độ của nhân viên đến chất lượng sản phẩm không hề tốt, nhưng bạn buộc phải chấp nhận và bạn phải hiểu rằng là à, giá mình đang bỏ ra chỉ có 25 ngàn một tô nên mình đồng ý. Ok, nhưng nếu cũng là một tô hủ tiếu nhưng cái giá bạn bỏ ra cho tô hủ tiếu đó trong một cái nhà hàng khách sạn 5 sao nó đó khoảng 250 ngàn cộng cộng, thì đồng nghĩa cái sự mong đợi của các bạn nó cũng sẽ cao hơn. Bạn sẽ mong đợi là nhà hàng phải có máy lạnh, nhân viên phải thật sự là dễ thương, thật sự phải phục vụ khách chuyên nghiệp, món ăn có thể ngon hoặc là không có thể ngon nhưng phải chất lượng, đúng không ạ? Đó là những cái mà các bạn mong đợi với cái giá tiền mình bỏ ra. Vì vậy các bạn thấy là sự mong đợi đồng nghĩa tỷ lệ thuận với cái giá trị đồng tiền mà khách hàng họ bỏ ra. Vì vậy các bạn cũng sẽ đừng bao giờ cảm thấy khó chịu khi các khách hàng họ đi vào khách sạn 5 sao, hoặc là họ vào các cái nhà hàng 5 sao, họ ăn uống và họ đòi hỏi chúng ta, họ mong muốn những dịch vụ giống như cái giá tiền họ bỏ ra. Vì vậy các bạn cũng đừng nên trách họ bởi vì họ hiểu được cái giá trị đồng tiền của họ. Họ mong muốn họ nhận được cái giá trị từ nhân viên, từ sản phẩm nó xứng đáng với cái đồng tiền họ bỏ ra, thì khi đó họ mới hài lòng. Vì vậy các bạn thấy giá trị đồng tiền bỏ ra tương xứng với giá trị dịch vụ cũng như tương xứng với cái sự mong đợi của khách hàng. À, vì vậy các bạn thấy là để các bạn có thể hiểu được cái sự nhu cầu của khách hàng thì các bạn phải hiểu được rằng là khách hàng của các bạn là ai. Có rất nhiều bạn không hiểu được khách hàng của mình là ai, vì vậy các bạn đi làm các bạn cảm thấy mình đã chọn sai nghề, bạn sai sai công việc, vậy là không đúng. Nếu như bạn phục vụ trong môi trường khách sạn 5 sao thì đồng nghĩa khách hàng của các bạn là những người có tiền, có kiến thức, có trình độ và có sự am hiểu. Vì vậy để bạn phục vụ được những đối tượng này thì bạn ít nhiều gì bạn phải bằng hoặc là cao hơn học chút xíu bạn phục vụ được cho họ. Vì các bạn thấy là chứ nếu như các bạn mà các bạn nói là rồi em làm ở khách sạn 5 sao
trình độ của em không cần cao. Em sử dụng trình độ của một bạn phục vụ một khách sạn 1 sao 2 sao là chắc chắn một điều là bạn sẽ không trụ lại được với cái ngành này. Vì vậy cái nhu cầu của cái đối tượng khách hàng của bạn cao hơn cái sự đáp ứng của bạn. Rồi, chúng ta đi các yếu tố mong đợi khách hàng giùm thầy. Ba la mã các yếu tố mong đợi khách hàng. Chúng ta có ba cái yếu tố chính trong cái sự mong đợi của khách hàng. Đúng không? Đó chính là sản phẩm. Thứ hai đó là sự thuận tiện. Và thứ ba đó chính là con người. Rồi. Ba yếu tố nha các bạn, ba yếu tố mong đợi của khách hàng: sản phẩm, thuận tiện và con người. Rồi, vậy nếu bạn là khách hàng, khi bạn đến nhà hàng, bạn sẽ mong đợi ba yếu tố này cụ thể như thế nào? Rồi, sau đây sẽ là một câu hỏi dành cho các nhóm các bạn thảo luận với nhau. Các bạn sẽ làm theo nhóm giùm thầy, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đi đến một nhà hàng. Rồi. Và các bạn sẽ mong đợi gì ở sản phẩm của nhà hàng đó? Sẽ là câu hỏi dành cho nhóm Red và nhóm Hayat. Rồi, Red và Hayat các bạn nghe rõ không ạ? Thầy đọc lại một lần nữa giúp em nha Rồi, thầy. khi bạn đến một nhà hàng, bạn mong đợi gì về sản phẩm của nhà hàng đó? Rồi, Red và Hayat các bạn nghe rõ chưa? Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Rồi, vậy là khách sạn Red và khách sạn Hayat các bạn sẽ làm chung sản phẩm. Rồi, bạn sẽ đến một nhà hàng và bạn mong đợi gì về những sự thuận tiện nào có ở nhà hàng đó? Đó là câu hỏi của khách sạn Caravel và Mường Thanh. Rồi, Caravel, Mường Thanh nghe rõ không ạ? Dạ rõ thầy. Rồi, chúng ta lấy bối cảnh là các bạn đến một cái nhà hàng nha. Rồi, cuối cùng sẽ là sự mong đợi của khách hàng về con người của cái nhà hàng đó. Sẽ là câu hỏi của Bullman và The Cell. Được không ạ? Bullman và The Cell ơi. Dạ rõ. Ok, rồi. Các bạn sẽ có thời gian là 7 phút để các bạn thảo luận với nhau, liệt kê cho thầy mỗi nhóm nha. Thầy không cần nhiều, thầy chỉ cần các bạn cho thầy 5 mong đợi về cái chủ đề mà các bạn được giao, 5 mong đợi. 5 mong đợi lớn nhất của các bạn dành cho những cái chủ đề mà các bạn được giao. Rồi, các bạn sẽ có 7 phút, 7 phút bắt đầu, xin mời các bạn.
Em ơi. Chúng ta sẽ đọc nha các bạn. Các bạn không cần phải gửi vào nhóm. Dạ hề ơi, nhóm rất xin trả lời câu hỏi. Rồi đợi chút xíu nha, để các bạn xong luôn nha các bạn. Rồi, sau đây chắc là chúng ta sẽ đi theo từng nhóm một, đúng không ạ? Đầu tiên sẽ là cái nhóm nói về các yếu tố mong đợi của khách hàng về sản phẩm, bao gồm là Red và Hyatt. Thì Red sẽ nói trước và Hyatt các bạn dò dùm thầy nếu như có những cái ý mà Red đã nói rồi.
thì các bạn sẽ không cần phải nói lại. Nếu trong trường hợp bạn còn khác thì bạn có thể nói, đúng không ạ? Ok, xin mời Red nói trước ạ. Dạ, thưa thầy, là mức độ tin cậy, khả năng giao tiếp, phục vụ, thái độ phục vụ, chất lượng đồ ăn thức uống và sự thông cảm, sự cảm thông. Ok, rồi cảm ơn bạn. Xin mời Hayat ạ. Xin mời Hayat. Dạ rồi, em đây, em đây. Rồi, mời em. Dạ, dạ thưa thầy, là phù hợp với giá tiền, thái độ của nhân viên, đón tiếp được niềm nở, vui vẻ và luôn biết bạn cần gì, hiểu gì, kiểu như là có khả năng quan sát đó thầy. Ok, rồi cảm ơn nhóm Red và nhóm Hayat. Ok, xin mời tiếp theo là Caravel, xin mời các bạn về sự thuận tiện ạ. Dạ, hãy đợi em một xíu nha thầy, em đọc liền, em đang nhai. Trời ơi, là trời. Dạ, thuận tiện là đường đi thuận tiện, bãi đỗ xe gần, có giao hàng khi cần thiết, và mở cửa thuận tiện cho công việc và hoạt động hàng ngày. Đa dạng hình thức thanh toán, với lại không gian thoáng mát, sạch sẽ, địa điểm và điều kiện giao hàng và mở cửa. Dạ, đó là thầy. Ok, cảm ơn Hayat. Mừng Thanh có bổ sung không em ơi? Dạ không thầy ơi, tụi em y chang bạn. Ok, cảm ơn em. Xin mời yếu tố tiếp theo đó là yếu tố con người. Xin mời Bullman ạ. Xin mời nhóm Bullman. Xin mời nhóm Bullman. Bullman ơi. Rồi thì Bullman đi đâu hết cả nhóm rồi, chắc mời The Sale đi ạ. Dạ thưa thầy, nhóm em trả lời là yếu tố thân thiện, hòa đồng, tôn trọng khách hàng và chỉnh chu. Ok, cảm ơn em. Bullman đã quay trở lại chưa hay là đi luôn rồi ạ? Đó. Ok, các bạn thấy là các yếu tố mong đợi của các bạn về ba cái nhóm này á, nó rất là đa dạng. Thầy sẽ đi cái đầu tiên như các bạn, đó chính là về vấn đề về sản phẩm. Mong đợi của đại đa số khách hàng về sản phẩm đó phải là đúng như cái mong muốn của khách hàng. Hay người ta nói một cái vui vui đó là ngon mà phải sao ạ? Bổ. Ngon bổ rẻ. Nói về sản phẩm tất nhiên nó phải đạt ba yếu tố ngon bổ rẻ. Và một yếu tố nữa dành cho người tiêu dùng thời điểm bây giờ họ mong muốn nữa, đó là phải an toàn. Bốn yếu tố, ngon, bổ, rẻ và an toàn. Rồi, chúng ta đi qua tới sự mong đợi của khách hàng và sự thuận tiện. Thì hồi nãy có cái nhóm Caravel, thì là các bạn đọc, các bạn trình bày rất là đầy đủ và rất là chi tiết. Thuận tiện ở đây, nếu mà nói vào thời chưa dịch nha các bạn, vào thời điểm chưa có dịch bệnh xảy ra, thì cái sự thuận tiện ở đây đó chính là cái vị trí có bãi đỗ xe, các hình thức thanh toán, đúng không ạ? Dễ tìm kiếm và có thể áp dụng hình thức giao hàng, đúng không ạ? Đó là sự thuận tiện. Còn nếu mà nói về con người thực tế mà nói thì chỉ có 5 yêu cầu thực sự là quá ít. Nói về con người thì sẽ có rất nhiều yêu cầu dành cho con người, bao gồm thân thiện, vui vẻ, chào đón khách hàng, ABC, rất rất nhiều thứ. Vì vậy các bạn thấy đó là những cái yếu tố mong đợi khách hàng chính cho ba cái yếu tố sản phẩm và sự thuận tiện và con người. Rồi, chúng ta sẽ đến với 4 la mã đặc trưng nhu cầu mong đợi của một số nhóm khách hàng chủ yếu. 4 la mã đặc trưng mong đợi của một số nhóm khách hàng chủ yếu. Caravel, các bạn sẽ được điểm cộng các bạn. Ủa rồi nhóm bạn hay dắt được thầy. Những nhóm nào mà thầy nói đầy đủ nhất thì mới được em ơi. Caravel mới đầy đủ nha bạn hay dắt ơi. Vậy là trong đó có nhóm bạc hay giác không thầy?
Không em, không em ơi, chỉ có Calabel thôi. Rồi em đi thôi, quanh ơi, biết dịu quá bài. trời, dịu Trời ơi. thầy bật lên đi Vậy thầy, cho nó nín cái mỏ lại thầy ơi. rồi các bạn thấy là đối với mỗi một nhóm khách hàng đến từ mỗi một quốc gia khác nhau thì họ sẽ có những cái đặc tính và sự mong đợi hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhóm khách mà rất là thân quen với chúng ta, bản địa của chúng ta luôn ạ. À, đó là nhóm khách người Việt Nam. Vậy người Việt Nam thì có những mong đợi gì? Xin mời các bạn viết lại em nào. Thôi thì viết bài vô đi ạ. À, trời đất ơi. Rồi viết bài xong chưa? Trời ơi, ở đó ngồi đó mà tranh giành điểm với nhau trời. À, các bạn viết bài xong chưa ạ? Viết xong chưa Dạ chưa em đâu, em chết quá, em chưa chép luôn thầy. Lo viết bài đấy. Rồi, các bạn thấy Đó. rằng là đối với nhóm khách hàng người Việt Nam đó các bạn, thì đại đa số người Việt Nam mình á thì rất là dễ tính, gần gũi và mến khách. Bởi vì vậy các bạn thấy là Việt Nam mình đã từng được mệnh danh là quốc gia của nụ cười các bạn, nụ cười bí ẩn các bạn. Nếu như bạn không nhớ không lầm là biểu tượng của du lịch Việt Nam trước đây là một cô gái mặc áo dài với cái nón lá với một nụ cười rất là e thẹn đúng không ạ? Đó là biểu tượng của Việt Nam. Nhưng mà dần dần á bạn, thời điểm gần đây á thì quốc gia được mệnh danh là nụ cười của châu Á đối các bạn đó là ai? Đó là quốc gia nào? Dạ đó là Việt Nam thầy. Hết rồi bạn, không còn là Việt Nam nữa đâu. Đã thầy nói là hết rồi mà Phái Đức Phạm sao vậy? Theo các bạn đó là quốc gia nào ạ? Quốc gia nào đang được mệnh danh là quốc gia của triệu nụ cười? Nhật Bản thầy. Không phải luôn. Hàn Hàn Quốc. Quốc. Không phải luôn. Đau Giờ mình kể khổ. hết hết nước luôn đi ta. Châu Á thôi bạn, gần gần đấy thôi ạ. Đài Loan Không. Mã Lai. Thái Lan thầy. Yeah, đúng rồi, Thái Lan, chính Ủa xác. hai trả lời vậy trời. Ta. Thầy ơi Calabel tổng biết điểm bài. đúng nha thầy. Không phải Yến Quang, Rồi. Hoàng Yến nha thầy. Hoàng Yến Yến trả lời Quang phải thì Yến đấy, Quang cái đâu. họng mày. Rồi, các bạn thấy là tại sao Thái Lan được mệnh danh là quốc gia của ngoài các bạn, trước đây người ta nói đến Thái Lan người ta gọi là nước nước của chùa chiền đúng không ạ? Nhưng gần đây nhất người ta được mệnh danh là quốc Thái Lan được mệnh danh là quốc gia của những nụ cười. Nếu như bạn có dịp bạn đi du lịch Thái Lan một vài lần, cho dù bạn đi du lịch theo hình thức là tự túc hay là hoặc là bạn đi theo hình thức du lịch theo dạng đoàn hay tour, thì cái mà các bạn cảm nhận đầu tiên đó chính là sự thân thiện của người dân Thái Lan ở đây. Cho dù họ có khả năng nói được tiếng Anh hay không nói được tiếng Anh, thì khi mà họ giao tiếp với du khách đầu tiên á, chứ các bạn, cái nụ cười luôn luôn là cái mà chiếm được cảm tình của du khách. Ở đây thầy đang nói ở những khía cạnh nó mang yếu tố tích cực nha các bạn. Còn trong những yếu tố tiêu cực, ví dụ như người Việt Nam mình hay có cái thói quen rằng là gì? Ào vô hàng người ta bới 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 đồ lên, xong rồi người ta nói giá rồi chê mắt rồi bỏ đi không thèm một lời trả giá. Tất nhiên ai cũng bực mình đúng không ạ? Nhưng mà tụi hình chung các bạn thấy là đại đa số tất cả những người bán hàng ở Thái Lan họ đều rất là thân thiện. À, mặc dù cái vốn tiếng Anh của họ không có được nhiều các bạn, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng để giao tiếp với khách hàng một cách tối đa nhất có thể. Rồi. Và quay lại trở lại với đặc tính của du khách người Việt Nam, thì bạn thấy đối tượng khách người Việt Nam là đối tượng khách sống rất là tình cảm và rộng lượng, đa phần là dễ tính nha các bạn. À, nhưng có một cái nhược điểm là rất là thụ động, ít bộc lộ ý kiến cá nhân và ít thích than phiền.
Không than phiền ở đây không có nghĩa là không có than phiền. Khách Việt Nam, bạn để ý là khi bạn phục vụ khách Việt Nam, bạn hỏi dạ không biết là anh chị đánh giá về chất lượng bữa ăn ngày hôm nay như thế nào, đại đa số cái mà các bạn sẽ nhận lại được đó chính là bữa ăn ngày hôm nay cũng được, cũng ok, cũng tạm được, ABC. Nhưng sau khi mà họ rời khỏi nhà hoặc khách sạn của các bạn rồi thì họ sẽ làm cái gì ạ? Họ sẽ nói những cái điều mà họ không nói trực tiếp với các bạn. Ví dụ như nhà hàng đó ăn cũng ngon đó, nhưng mà giá mắc quá, cắt cổ người ta, ABC nè. Các bạn thấy không? Đó chính là cái nhược điểm của đối tượng khách hàng ở Việt Nam. Ngoài ra thì đối tượng khách hàng ở Việt Nam họ còn một cái nhược điểm nữa, đó là họ rất thích được khen con cái của họ. Đối với khách hàng ở Việt Nam, đại đa số như các bạn, họ xem con cái của họ giống như một sự thành công của họ. Vì vậy nếu như mà bạn gặp con cái của người Việt Nam đi đến khách đến nhà hàng khách sạn của bạn, bạn có thể khen con họ, nhưng nhớ giùm thầy khen ở mức độ vừa phải nha các bạn. Thì bỗng nhưng đâu đó họ cũng sẽ cảm thấy thoải mái và mát lòng, mát dạ hơn. Và khi họ sử dụng dịch vụ nhà hàng khách sạn của các bạn, đôi lúc họ cũng sẽ rộng rãi hơn và đôi lúc họ cũng sẽ tip cho các bạn cũng khá hơn. Nhưng nhớ giùm thầy, lưu ý khen ở mức độ vừa phải, không quá trớn và không được khen quá, hay ta gọi là lịnh bợ đó các bạn. Và họ rất ngại trong vấn đề và góp ý và va chạm. Họ không muốn ta kiểu là chỉ thẳng mặt bạn này phục vụ không tốt, bạn kia phục vụ tốt. Họ sợ làm tổn thương nhau. Nhưng họ sẽ nói, họ sẽ kể câu chuyện đó với một người khác. Vì vậy các bạn thấy đây là những đặc tính rất cơ bản của nhóm đối tượng khách hàng người Việt Nam, để các bạn biết mà các bạn có thể lưu ý cho vấn đề mà các bạn phục vụ đối tượng khách hàng này. Vì vậy mọi câu hỏi, vấn đề giao tiếp với khách hàng người Việt Nam, các bạn cần phải thật sự rất là khéo léo, tránh hỏi thẳng vấn đề. Và khi khách hàng họ đặt những cái vấn đề về lãng tránh đó các bạn, ví dụ như không biết là bữa ăn ngày hôm nay anh chị cảm thấy như thế nào, mà khách hàng chỉ trả lời ở những vấn đề về chung chung thôi, ok, tạm được, ok, thì bạn nên đưa ra cho họ giùm thầy những cái thang điểm hoặc là những cái mức để họ đánh giá. Ví dụ không biết là bữa ăn ngày hôm nay của tụi em sẽ được mấy điểm trong thang điểm 10, hoặc là không biết là chất lượng dịch vụ nhà hàng của tụi em thì giữa ba cấp độ tốt và rất tốt là không biết anh chị sẽ đánh giá mức độ nào. Tức là bạn sẽ đưa ra cho họ, gợi ý cho họ cái thang điểm để mà họ đánh giá, hơn là bạn hỏi cái cảm nhận trực tiếp của họ. Vì không bao giờ họ sẽ đưa cho bạn một cái cảm nhận trực tiếp của họ đâu, bởi vì họ là người rất ít bộc lộ. Rồi, chúng ta sẽ qua đến nhóm khách hàng tiếp theo, nhóm khách hàng người Mỹ. Xin mời các bạn thắc mắc là gì thầy? Khi nào các bạn viết xong các bạn báo thầy.
Dạ xong rồi thầy. Rồi cảm ơn em. Dạ, rồi chúng ta sẽ... Sao em? Chưa. Ok viết đi em. Em cũng chưa nữa thầy, đợi em một xíu nha thầy. Ok. Ủa thầy, mình xong rồi mình làm gì nữa thầy? Xong là sao em? Dạ, em chép bài xong rồi mình làm gì nữa thầy? À, đợi chút. Em cũng xong rồi thầy ơi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn thấy là đối với nhu cầu đặc trưng của khách hàng người Mỹ á các bạn, thì đầu tiên á, họ rất là khác với cái phong cách làm việc hay là cái phong cách, một trong những cái phong cách để dựa dứt đối với người Việt Nam. Họ rất là đúng giờ, uy tín. Vì vậy các bạn thấy là khi các bạn hẹn giờ với đối tượng khách hàng người Mỹ này, ví dụ như khi họ order món ăn đi, và bạn báo với họ là món ăn này sẽ phục vụ anh chị trong vòng là 7 phút, thì các bạn nhớ, thì là các bạn nhớ lưu ý một điều là có rất nhiều bạn hay có cái thói quen là ví dụ như ha, báo khách 7 phút, sau đó khách hàng đến phút thứ 7 khách canh nha bạn, đặc biệt là khách hàng người Mỹ nha, họ rất là thích canh giờ nha các bạn. Và họ báo các bạn, em ơi đúng 7 phút rồi, tại sao món ăn của anh chưa có? Lúc đó bạn mới check lại và nói, dạ xin lỗi anh, món ăn của anh nó bị một sự cố, nhà hàng em hơi đông, nên em xin phép thêm 5 phút nữa. Như vậy là chúng ta đã không uy tín với họ và chúng ta không đúng giờ với họ. Vì vậy chúng ta sẽ khắc phục tình trạng này như thế nào? Nếu như trong trường hợp bạn hẹn với khách lần 1 về một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như dạ anh chị ơi em hẹn món này là trong vòng 7 phút, nhưng nếu như cái món này bỗng nhiên bạn đang chế biến mà hàng của chúng ta ngày hôm đó bỗng nhiên đông lên vào thời điểm nhất định, thì chắc khoảng ở đâu đó khoảng từ 4 phút đến 5 phút trước thời gian hết của lần hẹn thứ nhất, bạn phải báo với khách rằng là dạ anh chị ơi, do nhà hàng đông khách nên anh chị xin phép anh chị bắt đầu đợi em thêm 3 hoặc 4 phút nữa, để tránh tình trạng chúng ta không đúng giờ với khách. Khách hàng người Mỹ họ vẫn sẵn sàng và chấp nhận đợi thêm thời gian với các bạn, với điều kiện bạn phải thông báo trước cái giờ hết hạn, chứ bạn không bao giờ được phép thông báo vào sau cái giờ mà hết hạn lần thứ nhất mà bạn thông báo. Bạn lưu ý này, điều này. Và bạn thấy là đối với các hàng người Mỹ đó các bạn, họ thích làm việc mọi thứ với văn bản. Vì vậy nếu sau này các bạn có dịp các bạn làm cho các tập đoàn quốc tế nước ngoài đó các bạn thấy là cái mà họ quan trọng nhất á, đó chính là những cái hợp đồng. Bất kể có những cái thông tin gì hoặc nhận làm việc như thế nào thì họ đều cho bạn ký xác nhận vào những hợp đồng đó. Có nhiều bạn lo, nếu như vậy thì em sợ rằng là tiếng Anh em không đủ để em đọc và em dịch hết. Vì các bạn có thể yên tâm rằng là hiện tại bây giờ theo những quy định của Việt Nam sở tại, thì khi bạn ký bất kỳ cái văn bản hợp đồng nào đối với cái doanh nghiệp nước ngoài thì nó sẽ luôn luôn có thể hiện cái vấn đề về song ngữ. Còn trong trường hợp mà văn bản hoặc là hợp đồng đó chỉ có một ngôn ngữ thì bản thân các bạn phải xác nhận là các bạn phải có đủ khả năng hoặc là một bên thứ ba để hỗ trợ các bạn trong cái phần dịch thuật. Thì các bạn mới nhớ lưu ý giùm thầy. Và đối với người Việt Nam mình đó bạn, khi đi làm nha, thầy thấy rất là nhiều trường hợp khi thầy làm ở những cái resort và khách sạn quốc tế, ký hợp đồng lao động rõ ràng, trong hợp đồng lao động ghi rõ nếu trong trường hợp bạn nghỉ việc, bạn phải báo trước ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định và 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định. Người Việt Nam mình ký rõ ràng nha các bạn, nhưng người Việt Nam mình luôn luôn có một cái chiêu, đó là hôm nay bị sếp chửi, sếp la hoặc là làm tổn thất, đổ bể đồ đạc của khách sạn, ngày hôm sau gọi điện cho quản lý trực tiếp, em nghỉ ngang, em không làm, hoặc là lãnh lương xong ngày mai tối đi về, sáng mai nhắn tin, dạ em xin nghỉ em mới làm nữa. Vì vậy các bạn thấy mà, đối với cái cách làm việc đó các bạn, người Việt Nam mình bị người nước ngoài họ đánh giá rất là thấp về cái thái độ cũng như là về cái tính kỷ luật trong vấn đề làm việc, mà đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy các bạn cứ việc bình thường các bạn, không phải là người ta không cho các bạn nghỉ đâu, nhưng mà nếu như bạn có lý do thật sự chính đáng cũng như là bạn không muốn cộng tác cũng như làm việc chung với khách sạn resort đó nữa, thì bạn cứ việc nộp đơn đúng ngày đúng giờ mình nghỉ thôi các bạn, không có vấn đề gì mà mình phải nghỉ ngang như vậy. Các bạn nhớ lưu ý giùm thầy ha, vì nó cũng góp phần tạo nên danh tiếng của
đội ngũ lao động Việt Nam ở trên thị trường quốc tế nữa các bạn. Đừng để người lao động Việt Nam mang tiếng rằng là vô kỷ luật trong vấn đề về làm việc cũng như là nghỉ làm. Và chúng ta hay có một cái thói quen nữa là mỗi lần mà chúng ta đi trễ thì thầy thấy rất là nhiều bạn nhân viên mỗi lần mà đi trễ gặp sếp người Việt Nam thì không sao nha các bạn, gặp sếp người nước ngoài thì mệt lắm. Mỗi lần đi trễ sếp của các bạn hay hỏi tại sao hôm nay đi trễ. Hầu hết nhân viên hay dùng cụm từ tại bị thì là, tại vì hôm nay đường đông, tại vì vừa dắt xe ra xe bể bánh, tại vì chạy giữa đường xe hư, rất rất nhiều lý do. Bắt đầu sếp của các bạn người Việt Nam nghe yếu tố đó xong mà trời nghe cũng tội ha, nghe cũng thương ha, rồi thôi nhớ nha lần này bỏ cho lần sau. Nhưng đối với nước ngoài, bạn làm trong các resort và khách sạn nước ngoài, bạn sẽ thấy một điều rằng là trễ là trễ, trễ một giây cũng là trễ nha các bạn. Sau này bạn đi làm bạn thấy hầu hết tất cả các khách sạn và resort họ dùng hệ thống chấm công bằng dấu vân tay. Bạn bấm trễ một giây là coi như bạn mất nửa ngày lương. Có nhiều bạn nói nếu như vậy nửa ngày lương đó em trễ rồi em đi về rồi nửa buổi em vô em làm tiếp được không? Không. Nguyên tắc ở đây các bạn, khi bạn đã được xếp ca làm việc thì bạn phải tuân thủ thời gian bạn làm việc. Còn chuyện bạn đi trễ bạn không được tính ca đó là chuyện của bạn, nhưng bạn vẫn có mặt trong cái ca làm việc đó để bạn hoàn thành công việc. Còn trong trường hợp bạn muốn vắng ngày hôm đó đúng không ạ? Bạn vắng ngày hôm đó bạn phải xin phép ít nhất trước 3 ngày, 2 cho đến 3 ngày để người ta sắp xếp nữa. Còn nếu trong trường hợp mà bạn muốn nghỉ ngang như vậy nữa thì bạn được vô cái hình thức đó chính là không có cái tinh thần kỷ luật trong vấn đề về giờ giấc làm việc. Vì vậy các bạn thấy nhớ tuân thủ vấn đề về thời gian giờ giấc làm việc, đặc biệt là đối với du khách người Mỹ. Rồi, trái ngược với du khách người Việt Nam thì du khách người Mỹ đó bạn, họ không thích các bạn đụng chạm vào con cái của họ. Khen được nha, khen được nhưng mà khen vừa phải thì không thích khen nhiều. Khen thì dạng khen cho có thì ok, khen nhiều quá thì hơi kỳ. Nhưng có một cái yếu tố là họ không bao giờ thích chúng ta đụng vào người con cái của họ. Bởi vì họ cho rằng là cái đôi tay của người làm trong ngành nhà hàng khách sạn các bạn tiếp xúc với rất nhiều công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, cũng như là tiếp xúc với rất nhiều loại thực phẩm, dẫn đến là đôi bàn tay của chúng ta rất là dơ. Vì vậy khi các bạn đụng chạm mà người Việt Nam mình hay, các bạn nhân viên hay có cái thói quen nhìn thấy mấy bé nước ngoài các bạn, nhìn giống búp bê các bạn thích, hay có nhiều động tác ví dụ nhào tới xoa đầu nè, ngắt mặt của mấy bé nè, hoặc là có nhiều bạn thân thiện hơn nhào tới hung, nhưng các bạn thấy đó là những hành động mà du khách người Mỹ họ không hề thích, bởi vì họ cho rằng là các bạn đang làm ảnh hưởng đến vấn đề về sức khỏe của con cái của họ. Các bạn nhớ lưu ý giùm thầy, các bạn chỉ nên dùng nguyên tắc xã giao chào hỏi thôi, chứ các bạn không nên tiếp xúc trực tiếp với những em bé này. Rồi, khi các bạn đi học tiếng Anh ở phổ thông, hầu hết chúng ta hay quen với cái cụm câu hỏi ví dụ như là good morning, how are you, I'm fine, thank you, and you, rồi what do you do, rồi how old are you, đúng không ạ? Hầu hết chúng ta học thời phổ thông các bạn đều được quen với những cụm từ đó, nhưng thực tế đó, các bạn cái đó chỉ dành cho bạn hỏi với bạn bè thân thiết của mình mà thôi. Không chỉ người Mỹ nha các bạn, mà rất nhiều quốc gia sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh thì họ không thích các bạn đề cập đến những vấn đề riêng tư của họ. Ví dụ như họ bao nhiêu tuổi, đặc biệt là đối với phái nữ là một. Làm công việc gì có thể hỏi nhưng không nên hỏi lương. Làm ở đâu cũng có thể hỏi nhưng không nên hỏi họ là công ty của họ quy mô như thế nào. Rồi, bạn có thể hỏi họ rằng là họ thích cái quan điểm chính trị của họ là gì, nhưng bạn không bao giờ được phép bình luận về quan điểm chính trị đó của họ. Ví dụ như ở nước ngoài thì các bạn, cái chuyện mà người ta chọn tổng thống nó rất là bình thường đó mà. Và trong mỗi kỳ bầu cử bạn có thể hỏi anh chị sẽ bầu cho ai ha, rồi anh chị bảo vì sao. Nhưng nếu người ta đã chọn rồi, bạn không được phép bình luận ông bà chọn như vậy là sai, chọn như vậy là không đúng. Cái đó là cái chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Đúng không? Đó là những câu hỏi các bạn nhớ cho thầy ha. Những yếu tố chúng ta không có nên hỏi quá nhiều và quá chi tiết. Cũng có một vài câu hỏi mà thầy thấy các bạn nhân viên của thầy hay hỏi mà bị khách hàng cũng phàn nàn. Ví dụ như ông bà đến Việt Nam mấy lần rồi. Câu này ok các bạn. Rồi, điều gì ông bà thích nhất ở Việt Nam? Quá tuyệt vời. Cái này là bạn hỏi cho yếu tố giao tiếp thôi. Rồi. Trước khi các ông bà ở đến resort khách sạn của tôi, ông bà ở khách sạn nào? Ở đó bao nhiêu đêm?
thường ông bà có tiếp cho nhân viên đó hay không, đó là mang những yếu tố nó hơi riêng tư rồi các bạn. Các bạn nhớ lưu ý giùm thầy, không hỏi những câu quá riêng tư giống như vậy. Được chưa? Ok em. Em báo lại với lớp trưởng giùm thầy nha, để lớp trưởng báo lại với thầy Đông để nhờ thầy Đông điểm danh cho em. Bà Nguyễn Thị Minh gì đó thầy không thấy hết được tên của em. Rồi. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại bài tập của chúng ta đã được giao từ thứ 3 tuần vừa rồi, tuần này. Đầu tiên nhóm nào trình bày trước ạ? Chúng ta sẽ quay lại với lại bài tập chúng ta. Bạn nào, nhóm nào muốn trình bày trước ạ? Dạ, nhóm bạn Hai Giáp. Bé Phát trình bày thầy ơi. Rồi, mời Hai Giáp trình bày trước. Xin mời các bạn. Bé Phát rồi, bé Phát. Thầy đợi nó xíu, nó mắc ăn mì á thầy. Thầy chờ nó chút nha thầy. Rồi, mời Phạm Đức Phát. Thầy không nghe được em Phát ơi. Thầy không nghe được em. Thầy không nghe được em Phát. Các bạn có nghe được bạn Phát nói không ạ? À. Alo. Alo, thầy nghe không ạ? Alo. Rồi, thầy nghe rồi. Em không nghe gì hết thầy ơi. Vậy hả? Cảm ơn em. Vậy Phát ơi, nói lại giùm thầy với Phát. Alo, nghe Phát được phải... thầy cảm giác như là bên em cái mạng nó thầy nghe được không mà. Rồi ok được rồi. Rồi ok mời bạn. Em xin trình bày là phần phần nền như có phải là các bạn cũng đang nghe được những điều mà thầy đang nghe à? Dạ đúng rồi thầy. Mười năm em nghe được một tiếng giật đó thầy. Phát ơi em kiểm tra lại cái mạng của mình đó thầy. Như là cái mạng của bạn Phát bị vấn đề thôi. Hay giá thầy trên... ơi để em rồi, em thầy đừng vẫn hay giá thầy chờ nó lâu lắm. Dạ vâng đúng như vậy. Rồi xin mời bạn. Dạ là về phàn nàn về dịch vụ nhà hàng khách sạn Nico Sài Gòn. Okay. Khách hàng phàn nàn là không gian sang trọng, sảnh cưới riêng tư, một tầng riêng phục vụ chu đáo, tuy nhiên món ăn không hợp khẩu vị, có thể do bắt đầu tiệc hơi trễ nên món khai vị lạnh ngắt, rất lạnh. Menu các món hoa nên giống nhau nhưng không có món nào là điểm nhấn hoặc là nổi bật. Các món ăn đều kiểu nhạt, thơm dầu mè, sốt, sệt, rất chán vì món nào cũng nguội. Đến món chán miệng được mong chờ nhất thì dở nhất, chè trôi nước, nấm tuyết hạt sen bùi nhưng mùi nấm tuyết cũ và hôi. Trôi nước ở đây là chè ỉ một viên bé bé trắng, trắng hồng hồng bình thường và không có gì đặc sắc. Ok. Gì nữa ta... Em đọc một cái phàn nàn thôi là hai cái thầy. À, ủa mình lần trước thấy là ba cái, một cái về khách sạn, một cái về nhà hàng. À không, ý là rồi em hiểu rồi. Ok. Về phàn nàn về dịch vụ khách sạn là của Premier Villa Phú Quốc Resort. Là trải nghiệm quá tệ, đi mùa dịch thì cũng biết phục vụ không được như bình thường nhưng thuê villa mà bể bơi đục ngầu như đầy cặn. Nói lễ tân thì không hề thấy ai vào dọn, không dám xuống bơi. Thuê villa 3 nhưng chỉ cho chìa khóa của 2 phòng vì có 4 người ở. Lễ tân nói quy định là 1 phòng 2 người, nói cho 2 phòng có giường đơn thì kêu lúc đặt không nói rõ. Có phải ai cũng thích ngủ chung giường đi đâu. Rồi tiếp là phàn nàn về thái độ của nhân viên. Trời ơi cái từ tiếng Anh gì vậy? Intercontinental hả? Intercontinental, trời ơi là dạ đúng rồi, xin lỗi thầy.
Intercontinental. Rồi. Mình vừa trải nghiệm một đêm tiệc tại nhà hàng. Không gian sảnh tiệc rất đẹp và sang trọng, nhưng cách nhân viên phục vụ lại không được đẹp như vẻ bề ngoài của nhà hàng. Buổi tiệc bắt đầu với món khai vị đầu tiên. Bàn mình vừa được bạn nhân viên share một ít thức ăn, mở ngoặc, một viên hoành thánh, một lát thịt bò. Thì một bạn nhân viên khác không hiểu vì lý do gì mà lại đem dọn hẳn luôn thức ăn trên bàn vào trong, trong khi thức ăn vẫn còn đầy, còn cả bàn thì chỉ mới được share một ít. Mình có hỏi thẳng bạn ấy về vấn đề này thì bạn chỉ trả lời qua loa và lặng mất tâm. Lần tiếp theo, nhân viên phục vụ tiếp món tôm, trong khi bàn mình 12 người thì chỉ có 6 người được các bạn phục vụ mang thức ăn lên. Còn 6 người còn lại thì phải ngồi đợi, đợi cả 6 người kia vừa ăn xong thì 6 người còn lại mới có phần thức ăn của mình. Mình cảm thấy không happy về cách phục vụ của các bạn. Hy vọng góp ý này sẽ nhằm cải thiện được cách phục vụ của các bạn. Hết rồi thầy. Ok, cảm ơn em, cảm ơn nhóm hay rất là nhiều. Ok, qua đây các bạn mới thấy rằng là cứ không phải là khách sạn 5 sao là không bao giờ là có complaint đúng không ạ? Đôi lúc khách sạn 5 sao mà cũng có những cái complaint rất là ngớ ngẩn. Ví dụ như là cái chuyện mà thay vì bạn muốn dọn món ăn của khách là bạn phải hỏi đúng cái combo là không biết là anh chị đã dùng xong chưa và em sẽ phép được dọn đó mà. Mà hầu như là dọn cách lặng lẽ. Ok, cảm ơn nhóm hay giá rất nhiều. Xin mời nhóm tiếp theo ạ. Xin mời nhóm là Xuân Phong tiếp theo ạ. Dạ, Caravel nha thầy. Rồi, mời Caravel. Dạ. Là... đầu tiên là phàn nàn về dịch vụ khách sạn là ở Vinpearl thầy, Vinpearl Landmark 81 á thầy. Khách đến bị dạ Vinpearl. Rồi. Rồi, khách đến phải check-in ở lầu 48 nhưng lúc đó báo là không có phòng, làm khách phải đi đến một sảnh khác để đợi, nhưng khi đến sảnh khác thì lại báo có phòng, làm tốn thời gian và làm khách đi lại nhiều, gây sự khó chịu. Tiếp theo là phàn nàn về dịch vụ nhà hàng, thì là em muốn đưa cái ví dụ của Hadi Lao là nhắn tin đặt hàng, nhưng thời gian trả lời rất là lâu á thầy. Ok, rồi, cảm ơn em. Tiếp. Cái thứ ba là phàn nàn về thái độ của nhân viên. Là em muốn ví dụ ở khách sạn Caravel luôn là đã đến dùng buffet vào ngày 25 tháng 12 và cá thể nhân viên làm rầu nồi canh ăn dở thì không nói, đó là sự lựa chọn của mình, nhưng thái độ của nhân viên không chấp nhận được. Bạn nhân viên đang nói ở đây là 30 tuổi, tóc ngắn, phục vụ trong khu vực buffet, mình đang lên Grab về nhà thì bạn chạy ra nói mình chưa trả tiền. Thấy hết sức buồn cười vì thường những dịp lễ này sẽ bán vé trả tiền trước. Đang hụt hẫng vì đồ ăn quá tệ thì bị bắt chẹt kiểu này, và sau khi mình đưa tấm vé ra thì bạn cũng bỏ vào luôn, không một lời giải thích hay tỏ vẻ lỗi ở bạn. Ok, dạ, hết rồi thầy. Cảm ơn Caravel, xin mời nhóm tiếp theo. Dạ thầy ơi, chắc sẽ Mường Thanh. Alo. Dạ Mường Thanh thầy ơi. Ok, mời Mường Thanh. Dạ, cái đầu tiên là phàn nàn về các dịch vụ của khách sạn và thái độ của nhân viên. Em kết hợp hai cái lại một cái được không thầy? Được. Dạ rồi ạ. Một sự phòng tệ, giường không được thay ga, nhân viên không thân thiện, không cười, nói chuyện rất láo. Không nên vào đây để book phòng, mình mất túi sách, muốn xem lại camera để trích. Nhưng nhân viên lễ tân lại đổ lỗi do mình, làm rơi túi ngoài đường, không nhiệt tình hỗ trợ. Công an xuống tận nơi thì tự nhiên nhân viên lại tìm thấy túi sách của mình. Mình cực kỳ ghét bạn lễ tân. Resort phải thay nhân viên lễ tân khác mới đông khách được. Nguồn của complaint này là ở Aurora Resort Lazy các thầy. Dạ rồi, về dịch vụ của nhà hàng là em lấy từ một buffet ở khách sạn New World Sài Gòn ạ. Okay. So với các nhà hàng cùng phân khúc thì New World khá chán, đi ăn được 2 lần và hứa không bao giờ quay lại. Thành giá này qua
đi cô ăn cho ngon ạ, ít món. Dạ hết rồi ạ. Ok, cảm ơn Mường Thanh. Ok, xin mời nhóm tiếp theo ạ. Xin mời nhóm tiếp theo ạ. Mời Rex đi ạ. Rex ơi. Mời nhóm khách sạn Rex. Ok, rồi Rex đi đâu rồi? Mời nhóm Bullman. Nhóm Bullman ạ. Mời The Cell. Dạ có ạ. Bullman, em là Bullman hay là gì? Dạ Bullman ạ. Ok, mời Bullman, xin mời. Dạ đầu tiên em xin trình bày phàn nàn về dịch vụ khách sạn ạ. Rồi, mời là nhân viên check-in không chuyên nghiệp, người đến trước mà nhận phòng sau, mất hơn 3 tiếng mới check-in xong. Dạ thầy phàn nàn về dịch vụ ở đâu nhà em, hàng. Ở đâu em? Khách sạn đó ở đâu em? Dạ khách sạn Nolit Vũng Tàu. Ok. Dạ thầy phàn nàn về dịch vụ nhà hàng. Điều hòa nóng không thể chịu được. Món ăn mình đặt đợi phải 30 phút mới có món ăn. Dạ thầy phàn nàn về thái độ của nhân viên ạ. Nhà hàng ở đâu vậy bên em? Dạ của em. Dạ khách sạn của khách sạn Caravel. Ok. Tiếp em. Cái cuối cùng. Dạ phàn nàn về thái độ của nhân viên. Khi mình hỏi tại sao giá buffet của nhà hàng lại đắt vậy thì nhân viên lại bảo rằng nếu muốn ăn rẻ thì ra chợ Bến Thành ăn cho rẻ. Trời ơi, vậy của ở đâu ghê vậy? Ở đâu vậy em? Khách sạn Caravel luôn thầy. Caravel thầy. Ok. Dễ sợ. Rồi, xin mời nhóm tiếp theo The Cell hoặc Rex. Rex ơi, bộ này nhóm Rex đi đâu rồi ta? Dạ thưa thầy, nhóm Rex trả lời ạ. Ok, mời bạn. Dạ thưa thầy là khách sạn Nguồn Thanh ạ. Dạ. Phòng sạch sẽ, thái độ nhân viên tốt, nhưng mà điểm trừ là tốc độ của internet trong phòng không ổn định. Mình đã ở đây 2 lần, lần nào buổi tối cũng có hiện tượng này. Thêm một điểm cần điều chỉnh là vị trí đặt điều hòa ngay trước cửa phòng vệ sinh, trước khi tắm mà quên tắt điều hòa ra thì lạnh run cả người ạ. Dạ hết rồi thầy. Ủa còn mấy cái của bên bên nhà hàng cũng như là về thái độ nhân viên em? Dạ thưa thầy, bên nhà hàng là dạ bên nhà hàng thì dịch vụ ship tận nhà thì cực kỳ kém ạ. Hẹn lần hẹn lượt mà mãi chẳng thấy qua để nhận lại đòi mà chúng mình đã thuê, chúng mình còn phải giải quyết nhiều công việc chứ đâu thể ở nhà chờ các bạn mãi được. Lúc đặt hàng ship qua lấy tiền thì rất nhanh, khi liên hệ 5 lần 7 lượt thì cứ hẹn và hẹn, không thể được thì đừng có nhận ship. Okay. Rồi cái cuối cùng em.
Dạ thầy để em xíu nha thầy. Ok. Rồi the sale chuẩn bị nha em ơi. Rồi có chưa em? Không có thì the sale trả lời trước cũng được. Dạ kêu bạn trả lời trước cái thầy em chưa biết à. Nữa. Ok the sale. Mời the sale trả lời. Ờ dạ em trình bày về khách sạn nha thầy. Ok em là nhóm the sale đúng không em? Dạ đúng rồi. Okay, dạ bên khách dạ của khách sạn William Central 3 sao. Ừ. Dạ phòng phòng khác xa so với ảnh, phòng hôi đồ dùng rất cũ, chăn hôi. Mình đã chọn phòng không hút thuốc nhưng khi bước vào thì phòng nồng nặc mùi thuốc. Dạ em tới cái dịch vụ nhà hàng nha thầy. Ok. Dạ là quán view đẹp nhưng tâm hồn chất lượng tệ, da như cao su, mùi thì hôi. Nhưng kêu nhiều đợt nhưng chất lượng tôm vẫn như vẫn bị hôi, đồ ăn không xứng đáng với giá tiền. Dạ cái đó là của nhà hàng Blood. Ok. The Blood Restaurant này. The Blood. Dạ. Ok. Còn thái độ dạ. Còn thái độ nhân viên là thái độ nhân viên phân biệt đối xử, nhìn khách nói xấu, vừa khi thấy khách chụp hình thì vừa cười vừa nhìn. Dạ cũng bên The Blood Restaurant. Rồi, The Lock mà tệ gì hết ta. Yeah. Rồi, ok, cảm ơn nhóm The Sale. Rồi, yeah. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các nhóm đã trình bày bài tập của mình. Một câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn sẽ thảo luận cho tuần sau. Các bạn sẽ có một bài tập cho bài tập tuần sau nha các bạn. Còn buổi nào thì thầy chưa biết nha. Các bạn lựa cho thầy 2 trong 3 cái complaint của khách hàng mà nhóm các bạn đã tìm á. Các bạn hãy viết cho thầy cái mong đợi của khách hàng để được cái nơi đó giải quyết là gì? Bạn nghe rõ không ạ? Chọn hai cái ý kiến complaint mà nhóm bạn đã tìm. Sau đó bạn hãy cho thầy biết mỗi cái complaint như vậy bạn mong đợi sự phản hồi từ khách sạn hoặc là nhà hàng đó như thế nào về vấn đề mà bạn đã complain. Ví dụ như bạn vô nhà hàng bạn ăn, bạn complain là món ăn mặn quá, thì bạn mong muốn nhà hàng là phải có gì thứ nhất là lời xin lỗi của các bạn, cái thứ hai là đổi món ăn cho các bạn và giảm giá cho các bạn hay gì đó, thì đó là cái mong muốn của các bạn, đúng không ạ? Rồi các bạn nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, nghe rồi thầy ơi. Nghe rồi thầy. Nhắc lại nha, chọn 2 complaint và mỗi một complaint như vậy bạn hãy cho thầy biết bạn mong muốn cái nhà hàng hoặc là khách sạn đó phải làm gì cho bạn. Hãy cho thầy biết cái mong muốn của bạn. Rồi, được chưa ạ? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Buổi học ngày hôm nay chắc chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Những bạn nào các bạn vô trễ, các bạn vui lòng ở lại Zoom để các bạn báo cho thầy Đông, để nhờ thầy Đông cập nhật cho các bạn trong danh sách điểm danh. Rồi được chưa thầy ơi? Nhóm tụi em đọc muốn tắt thở luôn á, có được cộng điểm không thầy? Không có điểm em, chứ không cần phải cộng nữa đâu em, có điểm em. À có điểm thầy. À có điểm. Điểm của bạn Yến cao nhất nha thầy, tại nãy em đọc muốn tắt thở luôn á. Rồi cảm ơn các không bạn. Không có tinh thần đồng đội. Cảm ơn các bạn. Ok, nhờ thầy Đông điểm danh dùng Phương cho nha thầy Đông. Dạ dạ. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn tuần sau. Các bạn theo dõi thời có biểu dùng sau thầy nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Nhớ bài tập tuần sau luôn. Thank you. Bye bye thầy. Bye bye các bạn. Bye thầy. Rồi thầy đứng nhận lại các bạn một xíu ha. 26 giờ 18. Mỹ Duyên. Dạ có thầy. Rồi. Mỹ Nhung. Dạ có thầy. Huyền Như. Huyền Như. Như dạ có em thầy ơi. Đâu, Huyền Như đâu? Dạ dạ em đây thầy. Rồi. Quốc Thanh. Dạ có. Ngọc Thư.
Dạ có thầy. Rồi 26 là 19. Mộng cầm. Mộng cầm. Bạn này còn đi học không em? Dạ bằng cầm con đi học nha thầy. Thắng 3 buổi rồi nha. Dạ. Thế Đông. Thế Đông. Thế Đông cũng bắn 3 buổi. Thành Đạt. Thành Đạt. Thành Đạt cũng 3 buổi. Ngọc Tuyền. Dạ có. Thanh Tùng. Thanh Tùng. Thanh Tùng cũng bắn 3 buổi. 26 là 20. Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ vắng. Trung Vinh. Trung Vinh. Thầy ơi bạn bị ao ra á thầy. Không biết không báo gì với thầy nha. Trung Vinh vắng. 26 là 21. Quốc Dũng. Thầy ơi, Ngọc Mỹ báo với em là nó bị ao ra, nó không có vô kịp á. Ngọc Mỹ Trung Vinh, thầy điểm danh lại cho nó nha thầy. Ao ra nào? Em không biết, nó nhắn tin với em gì đó. Thầy điểm danh cho bạn đi thầy. Từ từ để thầy điểm danh 21 đây. Quốc Dũng. Thầy ơi. Ơi em. Bội quân em nằm 19 có như thầy hồi nãy bị ao ra. Rồi rồi. 26 là 21 nè, Quốc Dũng. Khỏi thầy, khỏi thầy. Rồi, Chánh Huy. Dạ có thầy. Rồi, Yến Oanh. Dạ có thầy. Rồi, Triệu Vĩ. Triệu Vĩ. Có thầy ơi. Rồi, Mỹ Trinh. Dạ có thầy ơi. Rồi. Rồi cảm ơn các bạn, buổi học chúng ta kết thúc ở đây nha.